Mais je vais... Sẽ prendre l'avion et puis on a bà bây giờ bà cứ ngồi và hỏi là thế bây giờ bọn con có gặp nhau ở đấy không, con có biết tìm vợ còn đâu không. L'avion tout ça que tu bà bây giờ bà xô xì kìa. Quand tu es parti, parti souvent quand même. Mais si, papa. Si les vents qui dit. Oui, lui qui dit c'est j'espère l'Amérique ma femme partie sans retourne. Qu'est-ce qu'il dit? Un miracle. Un miracle. Partir sans revenir. Ah, partir sans revenir. Oui. Vous content, papa? Du plat que tu nous as servi, oui. Oui, mais non, si le vent qui dit, c'est je partis sans revenu. Ah, sans billet de retour. Oui. Il est content. Ben non, dis pas ça. Ça va lui faire de la peine. Non, il va être pas bon. Bah, comme vous venez, non. Là, on va dire, on va dire. Tu vas être parti combien de jours? On revient le 25 août. Hein? Août. Avec les petits, et puis Sylvain, il part au mois d'août. Ngày xưa còn khỏe đó thì ba là người rất thích đùa. Mai cũng rất thích đùa, hai ba con rất là hiểu nhau. Mà nói cái gì đấy thì hai ba con cũng tương hứng nhau rất là ăn ý. Nhưng mà mỗi một cái lần như thế này đó là ba rất là lo lắng. Cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy trên khuôn mặt ba đó là ba rất là buồn, ba không có muốn đùa đâu. Bà cứ lo lắng, bà nói là Sespagap đấy là cái Wayas Pevu, mẹ của nó con đi về Việt Nam thì gia đình của con rất là vui. Đây nhá, trong khi chờ đợi ăn tráng miệng thì Mai sẽ cất súp đi cho nó gọn. Mai sẽ cho ba mẹ vào một hộp. Còn tối nay ấy, vợ chồng Mai sẽ ăn một hộp. Mai chia đôi, mỗi người một nửa. Đây hộp của ba mẹ, hộp của vợ chồng Mai. Giờ thì Mai sẽ chuẩn bị cái món này để cho mẹ cầm về cho ba tối nay. Cái món này thì thật sự, thật lòng nhất thì Mai có ăn nhưng mà Mai không có thích lắm. Chừa cho ba mẹ, còn đâu là ông xã Mai ăn thôi chứ Lui là không thích lắm, cũng ăn nhưng không thích nha. Hôm nay con thích cô đồng lơ thì con chọn cô đồng lơ. À, bình thường thì con rất thích món này nhưng hôm nay có cô đồng lơ này con thích hơn thì con mới lựa chọn. Mai cho ba mẹ hai khoanh thôi, tại vì làm ba mẹ cũng chỉ ăn được hai khoanh ấy là đủ ấy. Nhiều quá ba mẹ ăn không hết rồi. Đấy, phần của ba mẹ đấy. Mỗi lần ăn sang này ăn cái món gì mà ba khen ngon bao giờ còn dư ấy thì Mai cũng cho ba cầm về, còn hết dư ấy thì là phải chịu. Thế này, cất ở tủ lạnh cho an toàn. Đó, và bây giờ thì Mai sẽ chuẩn bị món tráng miệng. À, Mai mở cả nhà ăn tráng miệng gia đình Mai. Qui veut l'abricot? J'espère que la semaine prochaine, j'ai le temps pour entrer pour mon casse. Pour acheter le gélatine avec la vanille. J'ai emporté au Vietnam et je fais le. Comment là? Je fais le. Panna cotta pour ma famille. Ah oui. Oh, oui, parce que ici, toujours fait. Ah, oui. Une seule, je peux faire là-bas. Ah, bah oui, c'est bien. Merci.
Love. Vous avez marqué drunk in love. Drunk in love. Drunk in love. C'est une musique. Drunk in love. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Drunk in love có nghĩa là say đam mê trong tình yêu, là say mê trong tình yêu đấy hả? Musique. Non, pas tout. Pas tout. Tu peux patienter encore un petit peu? Merci, ça va. Pas sûr. À, bây giờ thì mẹ sẽ đưa ba ra ghế nhỉ? Ça c'est ça, ça papy, ça maman. Ça, tiens. Bien, tu veux bien là-bas. Oui. Merci. Merci pour les femmes qui s'occupent de moi. Oh, papa, papy qui demande tout ça? Oui. Ah, bravo. Bravo. Bah oui. Mais elle a pris des forces. Qu'est-ce qu'il a mangé? Ba vừa ra đến ghế, ba kêu là ba đi vệ sinh ấy. Bao giờ cũng vậy. Đó, ông xã thì à, chờ em một. Merci. Est-ce que vous voulez le canne? Non. Vous voulez tout seul sans canne? Oui. Attends. On va mettre là les chaussures. Attends, bouge pas. Tiens. À, hôm nay đó là không có con trai cái là ông đi mình nhá. Có con trai cái là con trai phải dẫn nhá. Ông xã đang khoe với mẹ hai là xe của đạp của Luy đấy. Bà đi vệ sinh về, bà bỏ can ở ngoài đấy. Đó, hạnh phúc của ông bà bây giờ là dìu nhau đi vệ sinh ấy. Bienvenue. Personne n'est venu. C'est le vélo. Ah, voilà. Ah, oui. Il dit que vous allez louper de quelque chose et vous allez tomber. Oui. Et toi, là, tu t'es bien déplacé tout seul, Jean, là. Et Baba, il n'a qu'à non plus. Ah oui. Je me suis déplacé. Vous n'avez rien à foutre de moi. Je parle. C'est moi qui parle. Oui. C'est ma mari qui a mangé. Papa, vous êtes à quoi maintenant? Oui. Bình thường mà ba ăn cơm nhà Mai đấy là ba cứ tận muộn nhất ba mới về cơ. Bây giờ thì mẹ kêu về sớm như ngày xưa cứ 7-8 giờ tối mới về. Hôm nay thì 6 giờ tối rồi. Vợ chồng Mai phải lên nhà ba đó để in nhờ những cái tờ bảo hiểm và visa của hai con Mai ra. Vì cái máy in nhà Mai nó bị thiếu mực á. Nên không muốn mất thời gian nữa, cả tuần ông xã đi làm. Bây giờ lên nhà ba in ra. Đó, ba đang Mai đang khoe với ba là súp cho ba với lại món thịt bê đó. Mai đóng phần cho ba để mai ba mang về tối nay ba ăn. Mais on t'entend pas. Allez. Je suis peigné à peu près. Oui. Ouais. Oui, tu es je sais pas aujourd'hui il faut baigner. C'est bien beau. Aujourd'hui, on sait pas vous faire quoi. Il s'inquiète. C'est vrai. Oui. Oui.
Tes tondeuses, elles sont bonnes? Oui. Il y en a une qui ne marque pas, puis l'autre elle est neuve. Oui. Une qui marque, une ne marque pas. Đây, ba đang hỏi là con thì con hai cái cắt cỏ nhà con có tốt không? Một cái được cái hỏng. Comment tu vas l'acheter? Elle a déchetté. Mon chien, papa, emportez pour nous. Elle a déchetté. Ah, hôm nay ba đi giỏi thế nhỉ? Mama, aujourd'hui, la tête fou, mama. La tête bien aujourd'hui. Mais tu marches bien, tu vois. Đấy, cứ Sylvan có đi cùng với ba không? Không có. Bây giờ gia đình nhà ma, ba Mai phải lên nhà ông nội cái âm phim ra mấy loại giấy đấy, như kiểu visa cho con của Mai này. Cả tuần anh đi làm ấy, sợ thứ bảy tuần sau gấp rút quá nên là phải sang nhà ba chồng in ra, in nhờ từ nhà ba chồng. Sơ ghi bây giờ không còn quả nào. Năm nay đấy, sơ ghi chín đầy cây. Đây, rụng đen đầy gốc, đến khô ra này. À, mà Mai không có thời gian để sang hái. Cực kỳ tiếc luôn. Ông xã ra phụ bà ra khỏi xe. À, ngày bé thì ba... Michesse, qu'est-ce qu'elle a vu, non? Elle a vu qu'il y avait une gouttière sur le toit. À, không thấy mẹ đâu, cái là ông ba hỏi mẹ đâu rồi. Elle est là, elle est rentrée. Đó, hỏi bà mẹ đâu, xong rồi mẹ bảo chứ mẹ đi vào nhà rồi. À, anh Si bảo chứ mẹ đi vào trong nhà rồi. Hả? Chị bơi phim bơi chứ. Il a toujours dans ma Michel, où Michel. Viens voir expliquer à Sylvain. Ờ, sang đây mẹ cho cô Z này. Bà Chu, nhưng mà bà sẽ biên tôi cho bà Chi, cho nó bà mang thoa sau su phi. Anh Nguyễn để ra ngoài đó. Nịnh ba như là em bé. Ah, tu mets la canne comme ça. Tu mets les pieds sur les... Là, et la canne comme ça. Oui. Et hop, c'est parti. Oui. Ông rendez-vous au Vietnam, papa. Hein? On rendez-vous au Vietnam. Rendez-vous au Vietnam. Oui, demain matin. Oui. Ce soir. Oui, c'est parti. Đó, ba rất thích nói đùa. Và đặc biệt là ba rất thông minh nhé. Mỗi một lần là Mai nói cái gì mà ba không thích ấy, là ba đánh trúng lảng đi. Còn nếu ba thích ấy, là ba sẽ ăn ý cùng với Mai. Nhưng mà nói về cái vấn đề mà Mai về Việt Nam á, hay là nói vấn đề là con về Việt Nam mà con không quay lại nữa đấy, chồng con rất vui đấy, là ba đánh lạc hướng đi, ba không thèm để ý luôn. Ba biết đấy, ba cực kỳ thông minh. Ba đi ra. Bon, tu descends. Nhưng cả nhà thấy không, nó rất là đơn giản này. Đó. Nó chỉ mất một bao nhiêu mét, nó chỉ mở khoảng 10cm để đóng vào cầu thang thôi. Nên nó không ảnh hưởng. Hả? Ghế của hãng Stana. À, nếu mà ai có thắc mắc gì thì cứ kiểm tra cái tên hãng ghế như này là sẽ biết nhá. Nó chứa được khoảng cỡ 120 cân. Đó, các bạn thấy không? Lúc trước thì có người hỏi Mai đó thì đây cái tên ghế của nó là Stana gì đó. Thì mọi người cứ vào trên mạng kiểm tra thì sẽ biết giá thành và hạn sử dụng rồi là trọng lượng rồi bảo hành thế nào. Đó, ông xã bây giờ thử ghế. Tu sais ce qu'il y a? Đây nhá, em bé xin visa vào Việt Nam nhá. Đây là xin tạm 1 tháng nhá. Về Việt Nam lại phải xin tiếp. Tại vì họ xin online không có. Mà lên đại sứ quán xin 3 tháng thì không được, họ không cấp. Họ bảo là giờ không cấp visa du lịch. Không biết đúng hay sai. Xin visa 5 năm thì hộ chiếu của em bé chỉ còn 2 năm thôi. Nên là Mai không có xin. Và cũng không kịp á.
Bây giờ mà có hẹn đại sứ quán Pháp về tận tháng 9, tháng 11 mới có lịch hẹn thì nhỡ hết. Ôi là là. Xong mọi thứ đã xong. Đây nhá, bây giờ bay về Việt Nam ấy, là phải có attestation COVID nữa. Đó, cả nhà có thể nhìn kỹ này. Đó, COVID đó. Họ sẽ bảo hiểm lên tới 15.000 xăng mít. Trời ơi, trả tới 155.000 ơ này. Trời ơi, thì khoảng cỡ 4 tỷ à. Giờ thì Mai mới thấy, mới để ý. Đó, đây, Mai nha. Mai người Việt không cần, nhưng mà vì Mai đi với hai con, nên là Lui với em mê thì cùng với Mai. Còn đây là ông xã đi một mình nhá. Thì không cần phải đưa thêm hai tên là con mình vào nữa. Trời ơi, giờ về Việt Nam đau hết cả đầu. Này, 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 đó. Attestation đó. Ừ. Cái này đấy, nhiều người mà khi mà mình mua vé bay thì họ kêu là mình phải mua thêm bảo hiểm mất mấy chục đồng, mới có người mua 40 đồng, như nhà Mai thì không mất đồng nào nhé. Mình chỉ cần cho thẻ ngân hàng của mình ấy, là cạc visa vào á, là họ sẽ in cho mình miễn phí, tại vì đây nó là gồm trong tất cả bảo hiểm của ngân hàng có hết á. Và đây là visa của Louis. À, bạn Lui nhá. À, ok, mọi việc đã xong. Vous avez tous les papiers. Oui. Ça y est, c'est fini. Oui. Hein? Oui. Tu les rejoins là-bas. Oui. Et puis ils restent là-bas. Après, ils reviennent tous les quatre. Combien de jours après? Ah, ben, genre, c'est-à-dire 2 mois. 2 mois, oui, à peu près, oui. Mais tu fais pas de soucis, ça va passer vite. Ils partent 2 mois. Oui, à peu près, oui. Oui. Sylvain, il part à 1 mois. Oui, moi, nous, deux mois. Quand il aura fini de travailler, il va continuer de travailler, là. Ah oui. Il a pas 2 mois de vacances, Sylvain. Ah, c'est un peu malheureux. Il est comme moi. Il a un pauvre malheureux. 2 mois. Oui. Et puis Sylvain, il va le retrouver au mois d'août, début août. Il va les retrouver là-bas. Voilà. Et puis après, ils viennent tous les quatre. Il va les trouver là-bas. Voilà. Oui. Ben, bien sûr qu'il va se retrouver. Il est venu me chercher à l'aéroport. Il va venir les chercher. Ben, ils ont l'habitude de voyager. Je sais pas. Ben si. Oh, ben t'as pas fini de faire des soucis, hein? Ah oui. Oh. 2 mois, tu te rends compte. Mais tu te rends compte? Oui. Ouais. Oui, mais Sylvain va venir nous voir entre temps. Il viendra manger avec nous. Oui. Et puis il va passer te voir. Oui. Le mois de juillet, Jean. Những lúc như thế này đó, chỉ có người lấy chồng xa quê thì mới hiểu thôi. Khi mà mình sống với gia đình nhà mình á, mình phải rời khỏi gia đình nhà mình để sang Pháp á, thì rất là khó khăn. Sống ở bên đây mấy năm đầu ấy, thì tâm mình luôn nghĩ về Việt Nam, về gia đình, về anh chị em. Nhưng khi mà mình đã hòa nhập cuộc sống bên đây rồi đó, mình yêu thương gia đình bên chồng đó, mình gắn bó nhiều hơn, thì mình mỗi lần về Việt Nam á, mình lại lặng lòng với bên đây, mình lại nhớ bên đây. Mà mình không về Việt Nam á, thì mình lại nhớ gia đình. Nên chỉ có những người lấy chồng xa như Mai mới hiểu được cái cảm giác như này thôi. Il est content de voir sa fille, les petits et puis Sylvain. Par contre, tout le monde. Les enfants, ils connaissent bien. Ils ont des enfants que nous, on n'a pas encore vus. Ben oui. Voyager, non. On ne pouvait pas aller depuis 2 ans, 3 ans, on ne pouvait pas aller. On aurait dû aller en 2020. On aurait dû aller. Et on n'a pas été à cause du Covid. Par contre, ça fait 4 ans qu'ils ne sont pas allés là-bas. Non, mais c'est 2020, on a dit. Puis alors. Eh bien, tant mieux de sa famille. Qui? Mais et puis son papa. Ton papa, il se souvient de toi, de ah ben oui, du petit. De... Ah ben oui, oui. Mon souviens. Papa qui m'a coupé pendant 30 ans. Vous m'avez connu que 15 ans. Oui. Bien sûr, il se souvient de ça. C'était important. Il voit bien les enfants avec les vidéos aussi. Il se souvient de toi aussi, puis du maire de Chaplon.
que vous avez mis du tremplin bleu, blanc, rouge, là, les rubans. Oui. J'aimais, vous avez fait une belle soirée. Oui. Du tremplin. Mon papa, 4 ans, 3 ans, qui m'a même vu. Mais c'est lui qui est la plus triste de vous, que vous. Ah oui. Đây là kiểu lấy chồng xa là mất luôn gia đình đấy. Peine. Eh ben oui, mais... Qui part si loin, si longtemps, dans une période où les transports sont difficiles quand même. Oui. Về Việt Nam thấy ba lo lắng ấy, rất là thương ba. Nhưng bây giờ biết sao bây giờ. Ok, máy của Mai hết pin nên bị sập nguồn, nên cho Mai dừng video ở đây. Nếu cô chú anh chị và các bạn yêu thích video của Mai, chia sẻ thế cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye.